Đây là kênh Rắn Xẻ Rô ở An Biên, Kiên Giang. Là con sông vẫn giữ nét đẹp miền Tây sông nước, như đi xuồng qua lá, buôn bán trên xuồng. Và đặc biệt là vẫn còn các nhà trên sông, như nửa ở trên đất liền và nửa ở dưới sông. Đây. Ô kìa, phụ nữ lái cả ghe lớn luôn kìa cả nhà ơi.